Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Tuấn Vũ, năm nay mình 21 tuổi, hiện mình đang là sinh viên của trường Sài Gòn Tech ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Mình vừa được nhận visa du học Mỹ. Thật ra thì đây là lần phỏng vấn lần thứ tư của mình. Cách đây 2 năm rưỡi thì mình đã bị rớt 3 lần ở một công ty khác. Nhưng lần này thì mình đến Tân Đại Dương và được anh chị giúp đỡ rất nhiều và truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm. Thì khi đi vô phỏng vấn thì điều quan trọng nhất là các bạn cần phải tự tin. Bài thì rất là đơn giản, học chỉ có 6 câu do anh bảo anh cho. Rồi vô đó thì bạn tự tin lên, hồi hộp thì cũng có một ít, nhưng mà nói chung thì phải kiểm soát được bản thân mình là chủ yếu. Rồi trả lời to rõ cho lãnh đại sứ quán nghe. Nói chung là điều quan trọng nhất là phải tự tin và nói to rõ, vì trong đấy rất khó để nghe lãnh đại sứ quán hỏi gì và người ta cũng khó nghe mình, nên khi mà mình nói rõ thì người ta sẽ thấy được phong thái tự tin của mình và người ta sẽ biết mong muốn du học thật sự của mình như thế nào và người ta sẽ đáp ứng cho mình. Sau qua Mỹ học tại University of Houston, học Business Management. Em chọn ngành này tại vì có thể là tại kinh doanh thì gia đình em có cơ sở kinh doanh nên học ngành này thì nó phù hợp hơn, và em cũng thích kinh doanh, và kinh doanh thì là ngành dễ làm giàu ở Việt Nam. University of Houston là một trường lớn nhất ở Houston. Trường này thì có 90 năm kinh nghiệm, có nhiều cơ sở vật chất hiện đại, 40 trung tâm nghiên cứu ở trong trường, và là hàng năm thì có 41.000 sinh viên, và trong đấy thì có nhiều sinh viên quốc tế đến học tại trường này, và đây thực sự là một môi trường quốc tế để theo học tại đây. Khi mà em đến Tân Đại Dương để làm hồ sơ thì thật sự là em biết Tân Đại Dương từ lâu rồi, cũng cách đây cả 2-3 năm, nhưng mà lúc đấy là tại vì đang làm hồ sơ ở một công ty khác, nhưng mà rất phỏng vấn. Nhưng mà đến hôm nay thì qua đây làm thì thật sự là có hai sự chênh lệch rất lớn. Ở đây anh chị dạy rất nhiệt tình, bài bản, chú đáo và tư vấn cho em biết điều gì nên, điều gì không nên. Nói chung thì mình khuyến khích các bạn, đây là một công ty tư vấn về du học rất tốt ở thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây 2 tháng thì mình có đến đây làm và trình bày về trường học của mình, thì mình muốn xin D20 lại để đi du học lại, tiếp tục giấc mơ du học của mình. Thì đến đây thì chị Nhi có tư vấn cho mình và làm hồ sơ thủ tục. 2 tuần thì mình nhận được D20 và bắt đầu lên lịch book phỏng vấn. Thì mình học phỏng vấn trong vòng 2-3 tuần. Hiện tại thì tại vì mình đang học ở trường đại học cho nên lịch học thì không liên tục, nhưng mà nói chung thì học với anh Khôi cũng được 3-4 buổi, rồi luyện ăn văn với mấy anh chị, rồi sau đó thì học về các bước tâm lý với anh Bảo Anh là ngày hôm qua. Hôm nay thì mình lên thớt và đã đậu phỏng vấn. Anh Bảo Anh là người trực tiếp truyền lửa cho mình, giúp mình phong thái tự tin hơn trong phỏng vấn du học. Thật sự thì tâm lý trong phỏng vấn cũng rất quan trọng. Những câu hỏi các bạn học thì cũng chỉ là phần nào đấy, nhưng mà quan trọng là cách trả lời của bạn và phong thái của bạn. Thì anh Bảo Anh là người đã giúp mình hiểu ra những bước, rồi nói chung thì thật sự là trong phỏng vấn du học bạn là người bị động, nhưng mà anh Đạo Anh nói là thực chất thật ra mình đã biết tất cả các câu hỏi lãnh đạo sứ quán sẽ hỏi, thì mình là người chủ động chứ không phải là bị động. Thì theo câu nói của anh Đạo Anh thì mình cũng đã có nhiều thêm tự tin hơn và biết là họ sẽ hỏi mình gì, nên mình sẽ chủ động hơn nên vượt qua phỏng vấn. Thực chất thì họ chỉ quan tâm đến những vấn đề về tài chính, học lực, rồi qua đó bạn sẽ làm gì. Thì xoay qua những câu hỏi đó thì đều có trong ôn tập của công ty du học Tân Đại Dương. Chúc các bạn sẽ đạt được ước mơ du học giống như mình và có một tương lai tốt.